Mình mới nhận được một tin nhắn, cùng xem nội dung là gì nhé. Chị ơi, con ốc của em bị bể vỏ như thế này mà nó vẫn sống bình thường, vẫn ăn bình thường thì vậy nó có sống được lâu không chị? Trường hợp ốc đeo một chiếc vỏ vỡ hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, vỏ ốc vỡ tạo ra các mảnh sắc nhọn có thể làm rách phần đuôi của ốc. Có nhiều trạng thái vỡ vỏ khác nhau, vỡ miệng và bên trong còn nguyên vẹn thì vẫn xài được. Bên ngoài lành lặn nhưng bên trong vỡ thì cần được thay thế nhé. Vỏ ốc thủng cũng cần được thay thế nha. Cho nó thay vỏ khác, nó vẫn không chịu. Buổi tối em cho nó thay cái vỏ kia kìa là nó nằm im như rồi. Sáng nay em dậy em thấy nó vẫn vô cái vỏ này tiếp rồi chị ơi. À, mọi người nhớ chọn một chiếc vỏ tương tự với vỏ ốc đang đeo nhé. Nếu bạn không cho những chiếc vỏ mà chúng yêu thích, dù vỏ đang đeo có vỡ, chúng cũng không chịu thay vỏ mới đâu. Lót thêm rêu ẩm và để nơi có bóng tối nhé.